Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Tòa án nhân dân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang vừa đưa ra xét xử vụ án hình sự về tội nhận hối lộ, đã tuyên phạt Đỗ Lê Nhã, Nguyên Đại úy, Phó trưởng Công an xã Tam Bình, huyện Cai Lậy với mức án 4 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ, tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 10 triệu 350 nghìn đồng. Đây là vụ án thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy Cai Lậy theo dõi, quản lý, chỉ đạo. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thụ lý theo thẩm quyền. Theo cáo trạng của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 23 tháng 1 năm 2023, Tổ công tác do Đỗ Lê Nhã, Phó trưởng Công an xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang chỉ huy, đã bắt quả tang tại nhà của GVL ở ấp Bình Chánh Đông, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Có 5 đối tượng đang đánh bài bênh Ấn Độ ăn thua bằng tiền với số tiền dùng để đánh bạc là 7 triệu 150 nghìn đồng nhưng không thực hiện đúng trình tự, thủ tục. Tại trụ sở công an xã Tam Bình, Nhã chỉ đạo và hướng dẫn cấp dưới đang trực ban tại đơn vị lập biên bản sự việc và các biên bản liên quan không đúng nội dung sự việc, ghi nhận số tiền trên chiếu bạc là 800 000 đồng để nhằm thay đổi hành vi có dấu hiệu tội phạm hình sự, tiến hành thủ tục xử phạt vi phạm hành chính. Thông qua đó, Nhã yêu cầu các đối tượng vi phạm đưa tiền cho mình để không báo cáo xử lý hình sự Đối với vụ việc với số tiền 10 triệu đồng Và yêu cầu những người vi phạm Đóng phạt ngay cho nhã Mỗi người 1 triệu 500 nghìn đồng Sau khi trừ tiền nộp phạt cho các đối tượng đánh bạc Và tịch thu sung quỹ nhà nước Tổng cộng 8 triệu 300 nghìn đồng Nhã giữ lại 10 triệu 350 nghìn đồng chi tiêu cá nhân Như vậy đỗ lên nhã đã có hành vi đòi Và nhận hối lộ của các đối tượng đánh bạc Số tiền 10 triệu 350 nghìn đồng Hành vi phạm tội của bị can đỗ lên nhã Là rất nghiêm trọng Thể hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, lợi dụng chức vụ quyền hạn, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của chính quyền địa phương, làm sai lệch công lý và công bằng xã hội để trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cơ quan công an và người tiến hành tố tụng. Từ trại tạm giam, Nguyễn Đăng Khoa, 26 tuổi, quê Tiền Giang, là hung thủ sát hại chị VTT, 25 tuổi, quê Đồng Nai để cướp tài sản, hiếp dâm rồi phân xác, gây xôn xao dư luận vào ngày 29 Tết Nguyên đán. Vừa qua đã nộp đơn kháng cáo xin được giảm án sau khi bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên tử hình. Ngày mùng 10 tháng 8, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã nhận được đơn kháng cáo của khoa. Trước đó, ngày mùng 9 tháng 7, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Khoa 6 năm tù về tội hiếp dâm, 9 năm tù về tội cướp tài sản và tử hình về tội giết người. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo Khoa phải chịu là tử hình. Về trách nhiệm dân sự Toán cấp sơ thẩm cũng tuyên buộc khoa phải bồi thường cho bị hại 500 triệu đồng và hơn 20 triệu đồng cho những người liên quan trong vụ án. Theo nội dung vụ án, Nguyễn Đăng Khoa và chị T ở chung trong khu nhà trọ tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Khu nhà trọ này có hai dãy, mỗi dãy có 7 phòng trọ riêng biệt, phân cách với nhau bằng một lối đi chung ở giữa. Nguyễn Đăng Khoa cùng bạn gái thuê ở phòng trọ số 14, còn chị T thuê phòng dãy đối diện. Đến khoảng 15 giờ ngày mùng 8 tháng 2 năm 2024, tức ngày 29 Tết âm lịch, khi thấy chị T chuẩn bị dọn đồ để về quê ăn Tết, Khoa nhờ chị T qua phòng trọ số 14 của mình để giúp Khoa rời tủ quần áo. Khi vào phòng trọ của mình, Khoa đi đến khu vực bếp, lấy con dao Thái Lan đe dọa chị T, mặc nạn nhân van xin kháng cự, nhưng Khoa vẫn tiếp tục ra tay khiến nạn nhân thiệt mạng. Sau đó, Khoa lục tìm lấy một số tài sản là vàng trị giá gần 29 triệu đồng và 3 triệu đồng tiền mặt. Đồng thời, hắn còn thực hiện hành vi đổi bại với nạn nhân. Để phi tang, Khoa đã phân nhỏ nạn nhân cho vào 6 túi ni lông cột kín, rồi dùng xe máy chở hai lần, mang vứt xuống mép kênh đường đi khu vực thành phố Thủ Đức. Nguyễn Đăng Khoa bán một số tài sản đã cướp được của chị T, rồi đem theo một số món nữ trang cướp được, đón xe khách về nhà bạn gái tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, chơi Tết. Qua truy xét, công an di lý Nguyễn Đăng Khoa về thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đăng Khoa đã thừa nhận hành vi gây ra như nêu trên. Mới đây, vụ việc một người mẹ đang mang thai và hai trẻ nhỏ tử vong xảy ra tại xã Hơ Mong, huyện Sa Thầy, tỉnh Con Tum, khiến nhiều người thương xót. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 10 tháng 8, chị NTN, sinh năm 1992, ngủ tại thôn Đắc Quốc xã Hơ Mong, huyện Sa Thầy, đang đi gần vịnh lòng hồ Pleikarong thì nghe thấy tiếng trẻ em kêu cứu từ dưới lòng hồ. Mặc dù đang mang thai, nhưng chị N đã lao nhanh xuống lòng hồ để cứu giúp. Không may chị N cùng hai cháu nhỏ đã bị chết đuối cơ quan chức năng chỉ mới tìm kiếm được thi thể chị N và một cháu nhỏ. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm thi thể cháu nhỏ còn lại bằng các phương tiện sẵn có và huy động bổ sung nguồn nhân lực. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng mở rộng phạm vi tìm kiếm nhanh nhất có thể. Trước đó, tại tỉnh Đắk Lắk cũng xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến hai cháu nhỏ tử vong thương tâm. Nạn nhân là cháu IKE, 5 tuổi và HGHE, 6 tuổi, cùng ngụ buôn Giang Lành, xã Cà Na, huyện Buôn Đôn rủ nhau ra phía sau nhà chơi. Sau đó, gia đình không thấy các con đâu nên tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, mọi người đã tìm thấy thi thể hai cháu nhỏ dưới ao nước sau nhà. Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Được biết, gia đình cháu HGHE thuộc diện hộ nghèo, còn gia đình cháu IKE có hoàn cảnh khó khăn. Chiều mùng 9 tháng 8, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một công ty sản xuất gỗ ở phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thời điểm xảy ra cháy, có gần 60 công nhân và nhân viên đang làm việc trong xưởng. Phát hiện lửa đang lan nhanh, công nhân đã hô hoán nhau chạy ra ngoài. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đồng Nai cùng công an thành phố Biên Hòa đã điều động 4 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đến hiện trường dập lửa. Công ty trách nhiệm hữu hạn Pochen Việt Nam gần điểm cháy cũng điều lực lượng phương tiện đến tham gia chữa cháy. Do bên trong nhà xưởng chứa nhiều nguyên vật liệu, hàng hóa bằng gỗ, giấy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát lan rộng. Thời điểm cháy, khu vực này đổ mưa lớn. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn vào khoảng lúc 17 giờ cùng ngày. Bước đầu, cảnh sát phòng cháy chữa cháy ghi nhận không có thiệt hại về người, nhưng lửa đã thiêu dụi hàng ngàn mét vuông kho xưởng và nhiều hàng hóa tài sản bên trong. Tối mùng 9 tháng 8, ông Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, địa phương này đã xảy ra vụ cháy rừng bệnh đàn lớn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, đám cháy bùng phát ở rừng bệnh đàn của một người dân ở thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông. Nguyên nhân gây cháy vẫn chưa được xác định chính xác, nhưng do thời tiết khô hạn và gió lớn, ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng. Nhận tin báo, lãnh đạo huyện Quảng Trạch ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo các lực lượng gồm công an, biên phòng, quân sự, kiểm lâm dập lửa cứu rừng trong suốt nhiều giờ. Thượng tá Trần Ngọc Vinh, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Quảng Trạch thông tin, hơn 450 người, trong đó có khoảng 100 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, bộ đội thường trực, dân quân tự vệ được huy động tham gia chữa cháy. Mặc dù đám cháy xảy ra ở khu vực có địa hình vách núi cao, đường cơ động khó khăn, trời nắng nóng và gió thổi mạnh, nhưng các lực lượng đã tích cực phối hợp chữa cháy, cắt đường băng cản lửa. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Hiện chưa thể thống kê thiệt hại vì đám cháy vẫn chưa được dập tắt, nhưng theo thông tin, đã có người ngất xỉu vì ngạt thở và nhiều chiếc xe máy, xe điện của người dân chạy đến dập lửa đã bị thiêu rụi. Bên cạnh đó, theo ước tính, vụ cháy làm thiệt hại khoảng 10 hectare rừng trồng.